Tôi chưa từng một lần hối hận khi chọn con đường mình đang đi. Một ngày 8 tiếng tập luyện, 15 cây số chạy bộ với bộ đồ ni lông nóng bức và những bữa ăn chỉ có chất xơ để ép cân. Mỗi ngày lướt qua vô vàn những lựa chọn thoải mái của nhiều người, tôi vẫn kiên định tập luyện và tôi đang lựa chọn sống vì một giấc mơ. Đó là bước lên vị trí của nhà vô địch, buộc cả thế giới lặng yên nghe quốc ca của mình, phải ngắm quốc kỳ của mình treo ở vị trí cao nhất. Tôi Nguyễn Trần duy nhất vô địch 7 lần liên tiếp giải Muay Thái thế giới. Nhưng như thầy tôi nói, giành chức vô địch đã khó, giữ ngôi vô địch còn khó hơn. Một lần quá nóng vội muốn giành chiến thắng knockout, tôi đối mặt với việc phải từ bỏ sự nghiệp võ sĩ. Tôi gãy tay ngay trên sàn đấu. Mày hết thời rồi. Ai đó đã nói như thế. Tôi trở lại tập luyện ngay, dù chỉ tập với hai chân và những cú đánh một tay. Một võ sĩ thực sự không dành thời gian để giận dữ hay tủi thân, mà phải mạnh hơn mỗi ngày dù đang mang trên mình chấn thương. Chỉ có thắng hoặc thua, chỉ có tấn công hoặc lãnh đòn, sàn đấu không có chỗ cho nỗi sợ. Hít thở thật sâu để tim đủ mạnh, não đủ tỉnh. Tôi bước lên sàn đấu với suy nghĩ rằng đây là chính phút quyết định cuộc đời của mình. Tôi chiến đấu bằng sức lực, nhưng tôi chiến thắng bằng ý chí gan lì và lòng tự hào của một võ sĩ Muay Việt Nam. I'm more than you see.